Sản phẩm chỉ nên sử dụng trong nhà. Vui lòng để máy tại vị trí thoáng mát và khô ráo, cách tường hoặc các vật dụng xung quanh tối thiểu là 80 cm. Không nên có nguồn nhiệt quá 70 độ C trong khu vực 50 cm xung quanh máy. Để đảm bảo an toàn, máy cần được vận hành hoặc giám sát bởi nhân viên hiểu về cơ chế vận hành máy cũng như các yêu cầu đặc biệt của máy. Nhập sản phẩm từ máy là thực phẩm dùng trực tiếp. Quy trình vận hành cần đảm bảo vệ sinh, các dụng cụ cần được sử dụng đúng cách. Sau khi cài đặt các phụ kiện, để chắc chắn rằng tất cả các chức năng đang ở trạng thái tốt, trước khi sản xuất, cần thực hiện kiểm tra các chức năng của máy. Giới thiệu chức năng của các nút trên bảng điều khiển máy làm kem tươi Hải Âu. 1. Nút tắt bật máy. 2. Nút chức năng có 2 chế độ cài đặt bao gồm cài đặt độ cứng của kem thành phẩm, ký hiệu là H, từ 8 đến 10 và cài đặt nhiệt độ ngăn bảo quản, ký hiệu là P, từ 10 đến 12, theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 3. Nút bảo quản, sử dụng khi để máy ở chế độ tạm nghỉ. 4. Nút làm sạch, có chức năng làm giã đông kem trong máy và làm sạch khi vệ sinh máy. 5. Nút khởi động, có chức năng khởi động quy trình làm kem tươi tự động. 6. Nút bộ đếm 1, 2, 3, có chức năng cài đặt số lần lấy kem ra khỏi cần gạt trước đó về không. Khi vận hành máy làm kem tươi Hải Âu. 1. Tránh để hết sạch nguyên liệu ở ngăn chứa hoặc bị tắc nguyên liệu khi máy đang vận hành sẽ ảnh hưởng đến các linh kiện và tuổi thọ của máy. 2. Khi muốn lấy kem tươi ra liên tục cùng lúc nên lấy kem ở cần gạt chính giữa. 3. Đặt máy ở vị trí thoáng mát, giải nhiệt tốt thì máy sẽ chạy ổn định và tuổi thọ cao hơn.
Xin chào và hẹn gặp lại.